Bên cạnh những mẫu xe mạnh nhất, đắt nhất thế giới, còn có những mẫu xe mang thiết kế độc đáo. Phần lớn trong danh sách này là những mẫu xe mang cảm hứng thiết kế cổ điển từ thập niên 1930. Eden Green ZAA. Dựa trên nền tảng của Rolls-Royce Zay, hãng xe Eden Green đã cho ra mẫu ZAA mang thiết kế đậm chất cổ điển, ảnh hưởng từ thập niên 1920 đến 1930. ZAA gây ấn tượng bởi lưới tản nhiệt cao dạng kép, chắn mùn nêu cao kiểu cổ điển và phần mui xe, chắn mùn thấp dần về phía sau kiêm luôn đuôi xe, tích hợp cụm đèn hậu dạng tròn kết hợp với các giải chrome kéo dài tạo vẻ sang trọng. Ginetta Acura. Được sản xuất hoàn toàn thủ công, Ginetta Acura mang cảm hứng thiết kế từ cá mập, bởi Acura trong tiếng Nga có nghĩa là cá mập. Phần đầu của Acura nhô ra giống mũi cá mập, trong khi hai bên có các lớp xếp tầng tương tự phần mang cá. Siêu xe đến từ Anh, được trang bị động cơ nạp khí tự nhiên V8 6.0 lít cho ra công suất hơn 600 mã lực và mô men xoắn 700 nanomet, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 322 km/h. Hispano Suiza Maguari HS1 GTC. Được sản xuất bởi hãng xe Hispano Suiza Automobile, Maguari HS1 GTC có cảm hứng thiết kế từ loài cỏ Maguari đến từ Nam Mỹ. Phần đầu xe ấn tượng bởi biểu tượng con cò xuất hiện ở cản va trước và hốc hút gió cỡ lớn. Biểu tượng con cò Maguari cũng được vẽ ở hai bên xe. Phần sau xe hung hăng với mui xe thấp dần về sau, hệ thống xả 4 ống chia đều cho hai bên, cánh gió xếp tầng và hai hốc gió lớn. Hispano Suiza Carmen. Hãng siêu xe Tây Ban Nha Hispano Suiza đã vén màn chiếc siêu xe điện Carmen tại Geneva Motor Show năm nay. Hispano Suiza Carmen lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc xe cổ Hispano Suiza H6C Rubon Junior 1938. Trong khi phần đầu xe theo lối thiết kế hiện đại, thì nửa thân sau ảnh hưởng trực tiếp bởi H6C Rubon Junior với tấm ốp thân che cả bánh sau. Chưa hết, phần đuôi xe đậm chất cổ điển khi được kéo dài, đèn hậu dạng tròn và các hốc quách tán lớn. Mát New Chatos. Nhà sản xuất Mát mang đến triển lãm Geneva năm nay mẫu xe New Chatos lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc xe đua cổ điển Lancia Chatos HF 1974. Xe có thiết kế bo tròn, đèn chiếu sáng đơn giản, đèn hậu tròn và dàn 4 đèn trợ sáng cỡ lớn đặt ngay trước đầu xe gợi nhớ nhiều về chiếc xe đua năm 1974. Mát trang bị cho New Chatos động cơ V8 4.3 lít của Ferrari 430 Scuderia, sản sinh công suất 540 mã lực. Chỉ có 25 chiếc New Chatos được sản xuất với mức giá từ 565.000 USD. McLaren Speedtail. Hypercar mới nhất và nhanh nhất của McLaren sở hữu thiết kế tối ưu hóa khí động học ở mức độ cao. Cụ thể, toàn bộ thân xe không có khoảng hở để tránh tạo ra lực cản không khí. Điều ấn tượng đầu tiên về xe có lẽ là phần đuôi xe kéo dài phía sau. Thật ra, đuôi xe này kiêm luôn nhiệm vụ của một cánh gió cỡ lớn, vừa tăng lực ép xuống mặt đường vừa giảm lực cản không khí của cánh gió truyền thống. Speedtail cũng có thiết kế nội thất kiểu 3 chỗ ngồi độc đáo, tương tự huyền thoại F1. Mercedes-AMG GT 4 cửa, monoblock wheel. Đây là chỉ một chiếc Mercedes-AMG GT 4 cửa nhưng sở hữu bộ vành dạng liền khối độc đáo. Việc AMG áp dụng kiểu vành này đã nhận khá nhiều ý kiến trái chiều vì cho rằng kiểu vành nặng nề này sẽ làm mất đi vẻ thể thao cần thiết của một chiếc xe gắn huy hiệu AMG. Phân hiệu này vẫn muốn tạo nên sự phá cách và thực tế kiểu vành này đã thành công trên những chiếc Hummer hay chiếc C36 AMG Safety Car. Bộ vành này có sẵn trong màu đen và bạc tùy theo tông màu xe. Morgan Plus 6. Đối với những người hâm mộ dòng xe cổ điển, thì thương hiệu Morgan của Anh Quốc sẽ không còn xa lạ. Tuy nhiên, phiên bản Morgan Plus 6 vừa ra mắt đánh dấu sự thay đổi toàn diện đầu tiên của hãng này sau 19 năm, kể từ chiếc Aero 8. Tổng thể, xe vẫn giữ được ngôn ngữ đặc trưng của Morgan có từ những năm 1950, đầu xe dài, kính chắn gió dạng pop-up, đuôi xe ngắn và hốc bánh lộ ra ngoài. Bên dưới lớp vỏ cổ điển lại là cấu trúc CX với nhôm và gỗ kết hợp. PALV Liberty Pioneer Edition. Được xem là mẫu xe bay thương mại đầu tiên thế giới, với cả hai phương thức di chuyển nên PALV Liberty Pioneer Edition mang kiểu dáng thiết kế độc đáo cả trong lẫn ngoài. Toàn bộ thân xe được cấu thành từ các tấm nhôm và carbon khối lượng nhẹ để hạn chế tối đa các khoảng hở. Phần đầu xe nhọn để rẽ gió và đuôi xe có hệ thống cánh điều hướng tương tự trên máy bay. Chỉ có 90 chiếc PALV Liberty Pioneer Edition được sản xuất với mức giá 599.000 USD. Những mẫu xe kể trên đều mang thiết kế độc đáo, đa số là xu hướng hoài cổ, rất phù hợp với những người yêu xe hâm mộ phong cách này.
Ngoài thiết kế thích mắt, những mẫu xe đều mang lại những trải nghiệm đặc biệt khi lái, những khối động cơ không hề kém cạnh những mẫu xe hiện đại. Nếu bạn thích video hãy like và comment chia sẻ, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!